sống như xô vào nhau. Chúng ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ được bao nhiêu đâu. Sống qua đêm âm u, chẳng thấy cuộc sống cho ta hồi sinh. Và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai. Bao gian nan trong gai, nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi, rồi sẽ thành sóng sâu nơi đại dương. Và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha. Đứng trái tim ta còn bao tháng nào. Ta nghe nhạc tiếp xíu nhé. Nắm tay nhau vượt qua khó. Vì Vân có mặt ở sự kiện cho nên là bài cũng khá là nhiều, cho nên Vân không có lên cùng chia sẻ Facebook Live với mấy anh chị được. Có một số anh chị nhắn Vân là sao lâu không thấy Vân lên live. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái đề tài phải nói là rất là hay, nói về sức khỏe mấy anh chị. Khi mình nói về sức khỏe đó thì đa số đó là mỗi người trong chúng ta ai cũng hầu như là ai cũng có nhu cầu về sức khỏe hết, đúng không? Ai cũng muốn mình vừa khỏe vừa đẹp hết. Chào Hiếu, chào anh Bình. Thì hôm nay đó Vân sẽ nói về hai cái sản phẩm mà bản thân Vân 6 năm nay rồi không thể thiếu trong người mấy chị. Hai cái sản phẩm mà rất là tâm đắc. Chào chị Nga. Thì hôm nay Vân sẽ mời một chị rất là đặc biệt ha, để cùng Vân chia sẻ cái sản phẩm này với mấy anh chị ha. Hai chị Vân với chị Claudia, chị Trinh đó là không thể thiếu sản phẩm này. Ok, đợi Vân xíu nhé. Nói về hai cái sản phẩm liên quan đến hệ miễn nhiễm trong cơ thể của mình mấy anh chị. Hệ nhiễm. Hai chị Trinh, khỏe chị? Hello Vân, dạ Trinh khỏe ha. Chào Vân, chào cả nhà Facebook của mình. Dạ. Hôm nay thì em mời chị trở lại với cái đề tài là nói về cái hệ thống miễn nhiễm trong người của mình đó chị. Thì giống như tất cả mọi người ai cũng biết là nếu như mà hệ thống miễn nhiễm của mình mà mạnh khỏe đó
là mình sẽ không có bị bệnh, đúng không chị? Còn nếu mà bị yếu đó là rất là dễ, trời mưa trời nắng trời ông trời ông sụp sịch làm sao thì mình cũng sụp sịch y như vậy, đúng không? Cho nên Chính xác. bản thân của em đó là hôm nay mình sẽ chia sẻ về hai cái sản phẩm này ha, một là trà xanh, hai là nấm linh chi, hai sản phẩm mà Vân dùng đã trên cũng 6 năm rồi đó, và không thể thiếu mấy chị, thiếu cái gì thiếu chứ không thể thiếu hai em này. Vì vì sao? Vì Vân trong người Vân cũng Vân bị ung thư đó, cho nên là cái sản phẩm mà trà xanh ha, một là sản phẩm trà xanh, thì cái sản phẩm trà xanh đó nó giúp cho mình bảo vệ được những cái tế bào chưa có bệnh. Và nếu mà anh chị nào mà chưa có bị bệnh á thì nó phòng chống bệnh rất là tuyệt vời. Sau này thì em mới find out ra được á, một cái là trà xanh giúp đốt mỡ nội tạng chị. Không biết chị có nghe qua không ha. Từ lúc đó là mình ghiền luôn, vì mình rất là muốn cái bụng mình không có mỡ. Không biết có ai đây giống Vân hay không, không thích cái bụng có mỡ. Thì đây là cái sản phẩm mà có thể giúp đốt được, tuyệt vời luôn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mình chỉ cần uống 4 tới 6 viên. Và cái ReishiMax là cái nấm linh chi, nó giúp cho cái allergy của Vân. Mấy anh chị Vân bị cái allergy rất là nặng, allergy tiếng Việt là gì, Dị dị ứng phấn hoa, với bị giống như là viêm xoang mũi gì đó. Thì cái sản phẩm này nó giúp cho Vân không còn kịch 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 nữa ha, không còn chảy mũi, và nó giúp hay lắm. Vân cũng biết diễn tả như thế nào, nhưng mà đại khái là rất là tuyệt vời cho sức khỏe của Vân. Từ lúc mà Vân dùng hai cái sản phẩm này thì đối với chị Trinh á, chị nghĩ như thế nào về hai sản phẩm này chị, và chị có kết quả ra làm sao? Vân thì tối nay mình có cái cơ hội được Vân mời lên để chia sẻ đó. Thì trước khi mình chia sẻ, hello anh Bình, hello chị Nga và hello tất cả các anh chị đang theo dõi cái chương trình của chị em tụi mình ở đây. Thì tình cờ thôi nha. Trước đây thì mình không có cái khái niệm nhiều về sức khỏe. Rồi sau khi mà mình sử dụng qua cái sản phẩm thì càng lúc mình càng tìm hiểu thêm thì mình mới biết là cái nguyên nhân tại sao mà mình không có sức khỏe trước đây. Thì cách đây 3 năm, thì như Vân là Vân xài được 6 năm thì Chinh xài trên 3 năm thôi. Thì Chinh cũng sử dụng hai cái sản phẩm này cho bản thân mình và cho bản thân của gia đình mình. Thì cái kết quả thật là tuyệt vời. Thì trước đây thì mình nghe nói là Tegreen là trà xanh. Thì mình đơn giản là ví dụ như ông bà mình xưa cũng hay uống trà xanh. Người Việt Nam mình có cái thói quen uống trà xanh thì cái trà xanh rất là tốt. Thì cái thói quen uống trà xanh thì giống như là một cái nước giải khát, mà một nước giải khát lành mạnh. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu, khi mà mình uống vào cái tea cream này thì mình thấy nó có cái sự khác nhau. Nó không hẳn là một cái thuốc, một cái nước giải khát thôi, nhưng mà khi nó được tạo thành những cái viên như thế này thì nó là trở thành những một cái dược thảo để hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình. Thì chẳng hạn như thế này, mình mới biết rằng là nhờ nó thải được cái độc tố. Mình đâu mình, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như bây giờ trong cái cơ thể của mình có những cái độc tố thì mình làm sao mình thải nó ra đây? Thì trước đây ông bà mình uống nước trà cho khỏe, cho khỏi khát thôi. Nhưng mà khi này mình mới biết được là nhờ thải cái độc tố như vậy thì cái cơ thể của mình nó tránh được cái nhiều bệnh. Cái thứ hai nữa là rất là hay là nó lại đốt được cái mỡ bụng. Ví dụ như trước đây mình chỉ uống thì bây giờ càng lúc càng sao nó nói chinh mi nhon, bây giờ mình nói chinh càng lúc càng giống như cái dáng của mình mi nhon. Thì thật ra ở cái tuổi của mình thì mình thường hay bị cái bụng, làm bằng cách nào đi nữa thì mình cũng có bị cái mỡ bụng. Mình nghĩ là đàn bà thì vấn đề mà mình có gia đình, mình có con cái, nhưng mà mình nghĩ đàn ông thì chắc có lẽ không biết cái bụng như thế nào, nhưng mà cái khổ sở của người đàn bà là cái bụng. Thì mình uống một cái thời gian thì tự động mình thấy cái sự thay đổi là cái mỡ bụng của mình nó bớt đi, cái bụng của mình nó trở thành thon đi. Mặc dù ví dụ như là trước đây mình cố gắng tập thể dục thì mình tập thể dục thì nó sẽ giảm, nhưng mà nếu mà mình không tập thể dục thì mình thấy là nó cũng sẽ bự bằng cách nào. Tức là cái nghề của mình là cái nghề ngồi cho nên là cái bụng của mình lại dễ bị bự. Thì đó là mình thấy là vấn đề mỡ. Còn vấn đề cái mỡ nội tạng bên trong thì chắc có lẽ là khi khám bệnh mình mới thấy được cái mỡ nội tạng bên bên trong mà thôi. Thì khám sức khỏe thì mình thấy sức khỏe của mình trong vòng 3 năm nay thì mình nói thật là rất là tốt. Mình không có một cái những cái vấn đề về bệnh lặt vặt. Còn cái dị ứng thì thật ra mình không có bị dị ứng nhiều, nhưng mà chính xác là mình không có những cái đó trong cái thời gian gần đây luôn. Thì có nghĩa là cái sức khỏe mình vẫn ở trong cái tình trạng tốt. Thật ra đó có rất là nhiều về cái chai tea cream này, nhưng mà chính thích lắm.
Là bởi vì thí dụ như mình nói trước đây thì mình biết là mình phải nấu, rồi mình bỏ trà với mình nấu, mình uống. Rồi cái thứ hai nữa là thí dụ mình nói là cái Tegreen, nhưng mà nó là trà xanh thì tốt đi. Thì mình biết là hồi đó Việt Nam á, má của mình á, mua những cái cây trà xanh, những cái lá trà xanh về nấu. Thì nói là má mình nói cái này uống rất là tốt. Thì cái đó là mình phải nấu nó ra. Rồi còn thí dụ như bây giờ mình đâu có mua được những cái loại trà xanh tươi như vậy. Thí dụ như ở Mỹ, mình ở Mỹ thì mình kiếm những cái loại trà để mình uống cho tốt. Nhưng chính xác rằng là mình có biết là cái trà này họ làm như thế nào, nó ở đâu ra, và thí dụ như bây giờ nó phải có cái chất cái bảo quản, thì cái hiệu quả của nó có còn chính xác là trà xanh hay không, thì đó là cái vấn đề. Thì khi mà mình được uống những cái viên trà như vậy thì mình biết chắc chắn là mình uống đúng cái loại đó, rồi mình biết là nó được rất là an toàn mà nó có hiệu quả, mà nó uống theo cái liều lượng nữa. Nó còn nhiều cái rất là hay, còn có những cái trick là mình sau này mình càng học mình cảm thấy là nó tuyệt vời hơn cả cái tuyệt vời, không phải là đơn giản là chỉ là trà xanh. Một viên nhỏ xíu gì ha, nó bằng 7 cốc trà mấy chị, 7 cái cốc ly cốc trà mà mình hay uống đó, trà cây lầu cao đó, mà nó là tinh chất của trà. Cho nên là có nhiều người nói ồ chị ơi buổi tối mà uống nhiều quá có ngủ được không, ngủ rất là ngon. Và đặc biệt là Vân thích một cái là sáng ra là nó clean sạch hết đường ruột của mình luôn. Không biết là chị Trinh có giống em không. À, sáng ra đó là nó bắt mình clean sạch hết cái đường ruột mình luôn, nó làm cho cái bụng mình nó nhẹ cực kỳ nhẹ luôn. Yeah, chính xác thì Trinh mới đọc cho mới biết là nhà Trinh mình có cái thói là không được, mình không uống nước trà được ban đêm hoặc buổi chiều, bởi vì mình sẽ không ngủ được, là bởi vì cái caffeine trong người mình nó không chịu được cái caffeine. Thì mình mới biết ra là chính ra cái trà xanh này lại không có cái caffeine, cho nên cho dù mình ban đêm mình ngủ, mình uống trước khi mình ngủ để mình nghĩ rằng mình nghĩ là mình thải những cái chất độc ra, mình để tan cái mỡ ra, nhưng mà thật ra thì nó không có ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình, bởi vì nó không có caffeine. Càng lúc mình càng tìm hiểu ra thì mình mới cảm thấy rất rất là hay, cho nên nó không những là như vậy mà lại ngủ ngon mới ghê chứ, nó đi ngược lại với cái trà xanh là mình lại ngủ được chứ không phải là mình mất ngủ ha. Rồi cái còn Vân có nhớ là Vân nói với mình cái vụ này hay không, mình bỏ cái viên này vô nè, thí dụ bây giờ nó có hai cách để mình uống, hoặc là mình uống hai từ 2 tới 4 viên mỗi ngày đúng không. Còn còn một cái cách này nữa, nếu mà ai ghiền nước trà đó nó rất là hay đúng không, là chỉ mình trước đây bây giờ chỉ mình sao mình làm y chang vậy ha. Mình có cái ly nước như thế này nè, đó cái này là mình cách uống nha, uống mà uống tuyệt vời luôn. Cái mình để cái viên này vô, để viên vô, mình để sẵn cái ly nước nè đó, rồi xong mình thấy không, để vô ha, xin bỏ nó vô, rồi mình khuấy nó lên. Mình thấy cái nước nó như vậy nó đâu có bị đậm đặc phải không. Mình uống một cái viên này bằng 7 ly trà xanh mà mình uống rất là ngon, tại cái vị của nó thơm thơm mà nó rất là dễ uống. Đây là một cái trick để mình có cái thí dụ mình có ghiền trà mình uống luôn. Cái này là có một chị ở Việt Nam chị chia sẻ với em là lúc đó em ho coi như là em ho sặc sụa luôn. Cái chị nói là Vân thử lấy trà xanh đó, làm như thế đó, làm giống chị đó, nhưng mà chị nói là bỏ vô chai nước suối. Cái cách của chị là em phân ra thôi nhưng mà nói là bỏ vô chai nước suối. Đâu Vân thử uống coi như thế nào, vì chị nói là chị chuyên gia mua cái này để đi làm từ thiện. Hỏi từ thiện là sao chị, thì chị nói là mọi ai mà bị ho thì chị cho vài vài viên uống trong vòng 3 ngày, tự nhiên người ta khỏe, người ta không có còn ho sặc sụa nữa. Thì sau đó em uống xong rồi mình ghiền ghiền cái em mới nghĩ tới là mỗi bữa ăn á là mình bị nhiều dầu mỡ trong người của mình quá, thì đâu thử mình lấy ly nước nóng, xong rồi mình mở viên trà mình bỏ vô trong đó thử coi uống như thế nào. Thì khi mà em uống như vậy đó thì em feel được cái bụng của em rất là nhẹ, nó không có no hơi và nó không có no mà căng bụng nữa, mặc dù mà ăn rất là no. Thì sau đó em mới nói wow không ngờ lợi hại vậy, thì từ đó sao bị ghiền luôn. Yeah, uống rất là ngon, Trinh uống Trinh cảm thấy rất là ngon. Vì thế Trinh nói cái tea green, cái trà xanh này á, nó đã có cái công hiệu rồi nhưng mà rất là dễ sử dụng. Ví dụ như mình có cái trường hợp về dị ứng nè, mình có cái trường hợp là bị mỡ bụng nè, hoặc là mình muốn đào thải cái độc tố ra mà mình không biết cách nào, thì đây là cái tea green để mình
trải nghiệm để mình sử dụng. Và gia đình Trinh sử dụng 3 năm nay thì có nghĩa là không cho cái bản thân mình mà cho những người thân trong cái gia đình mình nữa. Rồi những người quen mình cũng giới thiệu cái này để cùng nhau mà mình bảo vệ cái sức khỏe mình. Hết sức đơn giản chỉ bằng uống trà xanh thôi. Nghe yes. Nó phòng chống được ung thư nè, phòng chống được nâng cao hệ miễn nhiễm của mình nè, đào thải được độc tố nè, rồi giúp cái mà chị em phụ nữ mình rất là mê là giúp đốt được mỡ nội tạng, mỡ bụng của mình, đúng không? Mỡ bụng, mỡ nội tạng, chính xác. Dạ, rồi nói về cái sản phẩm mà nấm linh chi thì chị nghĩ như thế nào? Ok, nấm linh chi, đây cái ReishiMax thì trong cái chai đó ReishiMax thì nấm linh chi đó là chính ngay nó có hiệu quả trong cái gia đình của mình. À, tại vì cái bản thân của mình thì thật ra thì tương đối là khỏe mạnh, mình không có cái vấn đề về gan, dị ứng mình thì không có nặng nha. Nhưng mà đây là ông xã của mình, đây là câu chuyện của ông xã của mình. Ông xã của mình là bị triệu chứng viêm gan B. À, nếu mà biết là cách đây khoảng 10 năm thì trong khoảng thời gian đó thì có uống thuốc, rồi có đại khái là có cái sự chữa trị mà kiên cử rất là kỹ, nhưng vẫn phải uống thuốc là bởi vì mỗi khi khám lại thì nó vẫn có cái vi trùng, mặc dù là cái vi trùng nó không có quá cao, là bởi vì mình trong cái thời kỳ chữa trị với lại ăn uống kỹ lưỡng đó. Nhưng mà ông xã mình cái xài cái ReishiMax là cái linh chi này là hơn 3 năm. Thì cái thời gian gần đây nhất á, thì khi mà có cái cơ hội mà để đi khám tổng quát đó, tại vì người ta đòi hỏi khám tổng quát để mình có một cái chấp mới, thì khi mà đi khám như vậy thì chính ra cái bác sĩ mới coi lại là ông xã mà đi ngược lại là phải đi chủng ngừa chủng ngừa lại chứ không phải là chữa trị, là bởi vì khi đó thì trong cái máu thử ra thì trong cái gan của ông xã mình không có vi trùng viêm gan B. Đó là cái rất là đặc biệt. Mà trong vòng làm coi như là trong vòng hơn 3 năm ông xã mình uống cái ReishiMax, cái linh chi là rất là đều đặn. Thì bây giờ phải chủng ngừa trở lại để ngăn ngừa vi trùng nó xâm nhập chứ không phải là đẩy vi trùng ra. Thì đó là cái câu chuyện của ông xã mình. Và nhờ cái câu chuyện của ông xã mình thì mình có giới thiệu một số bạn bè, một số người thân. Thì mình nói như thế này, bởi vì rất là đơn giản là mình nói là linh chi thì ai, người Á Đông mình rồi biết là linh chi là cái gì rồi. Linh chi là một cái thứ nấm rất là quý, đúng không? Trước đây thì như mình biết thì chỉ có vua chúa ngày xưa ở Tàu, ở Trung Quốc thì họ mới có cái cơ hội mà được hưởng thụ những cái linh chi này mà thôi. Thì sau này nhờ cái công nghệ thì dĩ nhiên người ta bào chế những cái linh chi, người ta có cách để trồng, để lấy cho mọi người cùng sử dụng. Thì chính ra khi mà mình vô trong thì mình thấy ô, cái này là cái linh chi nè, mà cái giá của cái linh chi này lại là không có mắc, có nghĩa là mình có đủ khả năng để mà mua uống. Thì lúc mà mua uống thì cũng không có nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ được cái viêm gan B như là của ông xã mình, thì chỉ là uống để hỗ trợ sức khỏe mà thôi, là đơn giản thôi, chứ không có, mình cũng không có phải tìm hiểu chi nó quá sâu kỹ vô, để mà không ngờ cái hiệu quả nó ra như vậy. Thì như thế, nhờ cái hiệu quả như vậy cho nên mình mới cảm thấy đây là một cái cơ hội để mà mình chia sẻ cùng mọi người. À, mình đây chỉ nói là viêm gan B thôi nha, thật ra nó còn có nhiều cái hỗ trợ, nhiều cái khác, bởi vì đây là cái loại dược thảo để hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch, miễn nhiễm, là cho cái cơ thể của mình, cái tế bào của mình để chống chọi lại những cái chứng bệnh khác. Yeah. Như là những nhà khoa học gia thì Trinh thấy mình không phải là khoa học gia, mình không phải là dược sĩ, mình không phải là bác sĩ, nhưng mà nhờ cái hiệu quả của cái linh chi này cho nên mình mới tìm hiểu thêm, rồi mình nghe thêm, cho nên mình mới thấy wow, tuyệt vời, rất là tình cờ, rất là đơn giản, nhưng mà thật ra nó có cái hiệu quả rất là cao. Dạ. Bản thân của em đó là em thử nha, em bị viêm sâu mũi với giống như là lúc nào nó cũng chảy mũi á, phải nói là khí hậu nào nó cũng làm em chảy mũi được hết, gọi là viêm sâu mũi đó, và bị allergy rất là nặng. Thì em ngưng thử nha, em uống khi mà em uống nấm linh chi này thì nó work với em và nó giúp hỗ trợ được cái bệnh đó của em. Mà em ngưng thử bữa nào, không phải là ngưng thử, nhưng mà khi nào mà nó hết á, mà chưa có kịp order đó, thì tự nhiên cái mũi nó bị lại. Thì giống như mấy chị biết á, là nấm linh chi thì hầu như ai cũng biết là nấm linh chi là tốt hết, đúng không? Đặc biệt là cái loại nấm màu đỏ đậm, cái màu đỏ đậm, màu đen thì ai cũng biết nó là tốt hết. Nhưng mà không biết là cái loại nào là cái loại có thể là chất lượng và mình có thể dùng được. Và vẫn thấy có một số người đi ra cái tiệm thuốc bắc á, mà mua cái loại nấm á, nấm mà nấm khô đó chị,
về hầm, về chân, thấy tội nghiệp lắm, thấy rất là cực luôn, mà không biết là nó quất như thế nào. Thì sau này em mới biết được á, là cái loại nấm linh chi của mình á, là cái loại nấm linh chi rất là chất lượng. Và những nhà khoa học gia đó, mình có 75 nhà khoa học gia, họ nghiên cứu những cái sản phẩm này, và họ lấy cái tinh chất ở phía trong á, tinh chất ở phía trong chứ không phải là nguyên cái nấm. Thì nguyên cái nấm thì nó không có chất lượng bằng cái tinh chất của phía trong cái nấm, và họ làm bằng viên, làm thành viên hết trơn. Trời rồi mình khỏi mất công phải không, tinh chất của nấm ở đây, khỏi mất công phải hấp, phải hầm, phải trời ơi, thấy gì đâu cả chục tiếng đồng hồ để lên cái nồi mà cứ hầm cứ hấp mà uống hết cả cái vỏ cả này kia luôn. Thì mình không biết nó như thế nào, nhưng mà bản thân của em thì từ lúc em uống cái này em thấy sức khỏe em nó hồi phục rất là nhanh. Và hai sản phẩm này thì không thể thiếu không thể thiếu trong cơ thể của em. Nói về linh chi thì mình cũng nói thêm là trước đây mình cũng tìm kiếm đó, nhưng mà cái vấn đề ở đây cái nấm linh chi như Vân nói vậy đó là mình không biết là mình uống cái gì và từ đâu đến, đó là cái quan trọng nhất. Mà thí dụ bây giờ mình có uống đi nữa đi, mình cho dù mua rẻ hay mua mắc thì mình rất là phí, bởi vì khi mình uống nó không có mang đến hiệu quả thì coi như như là như mình rất là phí cái thời gian và phí cái tiền của mình để mình uống. Thì thay vì như vậy, tại sao mình không uống thẳng vào, mình biết nó từ đâu ra, nó an toàn như thế nào, và nó trong sạch như thế nào, nó làm như thế nào và nó có hiệu quả như thế nào. Thì đó là cái cách mà vừa đơn giản vừa giản tiện, mà chính ra cái cách này là cái cách để mình tiết kiệm cái tiền, bởi vì mình biết mình uống vô bao nhiêu là mình sẽ có cái hiệu quả bấy nhiêu, chứ mình không có phải mất thời gian nhiều để mà mình nấu, mình tìm kiếm. Cái vấn đề tìm kiếm rất là khó, bởi vì mình không biết tìm ở đâu cho đúng, bởi vì nấm linh chi thì ở đâu cũng có hết và người ta làm rất là nhiều sản phẩm về linh chi, nhưng mà cái vấn đề mình có biết được là cái nguồn gốc nó ở đâu ra hay không và nó hiệu quả như thế nào. Thì thí dụ như khi mình thấy ông xã mình, như mình biết chính xác đây là cái loại mình đi kiếm đây, tại sao mà mình không uống. Thì mình thấy thí dụ như mình rõ ràng là khi mà mình thấy mình còn nhiều cái câu chuyện về trị cái này trị cái kia nữa, nhưng mà biết chính xác là trong gia đình mình là viêm gan bi chính xác là cái chuyện đó. Trước đây em có nghe bác sĩ Tiến Trịnh ở Đức có chia sẻ về cái nấm linh chi này, thì bác sĩ nói là bác sĩ dùng cái nấm linh chi này để trị bệnh cho bệnh nhân. Mình thì mình không nói trị bệnh với chị, vì Vân với chị Trinh đã dùng cho mình và dùng cho gia đình của mình kết quả tuyệt vời như vậy, cho nên tụi Vân chỉ có chia sẻ những cái sản phẩm tuyệt vời này để cho mọi người có thể cảm nhận được, và nếu như ai chưa dùng thì cũng có thể dùng. Đặc biệt là những người lớn tuổi, những cha mẹ của mình đó rất là cần hai cái sản phẩm này. Và nếu mà ai đã dùng rồi, mấy chị bấm giùm Vân số 1 và cho Vân biết là cảm nhận của anh chị như thế nào về hai sản phẩm này. Và nếu ai chưa dùng, mấy chị có thể giúp Vân bấm số 2 dưới để Vân coi ai, bao nhiêu người đã chưa dùng mấy chị. Thì rất là may là ngày mai là thứ tư, thị trường Bắc Mỹ, Mỹ và Canada, thứ tư ngày 4 tháng 4 thì công ty có sale, có một cái big promotion mấy anh chị, có một cái sale rất là lớn cho hai cái sản phẩm này. Ok, cho hai sản phẩm này. Và ai mà chưa dùng hoặc là có bất cứ câu hỏi gì, ai chưa dùng muốn thử thì có thể nhắn Vân hay hoặc thì chị Trinh, hoặc là ai mà đã chia sẻ cái video này cho mấy anh chị cũng có thể hỏi. Và nếu mà ai có bất cứ câu hỏi gì có thể liên lạc với Vân. Hồi nãy Vân có mời bác sĩ Huệ Trịnh, nhưng mà bác sĩ Huệ Trịnh bận không có lên được. Bác sĩ Huệ Trịnh có cái câu chuyện rất là hay về cái trà xanh, và không biết là bác sĩ Huệ Trịnh có lên được trong vòng 2 phút 3 phút không ha. Nếu có thì bấm 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 yes giùm em nha, bấm được giùm em nha. Bác sĩ Huệ Trịnh có câu chuyện của trà xanh rất là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Vân nghe chị kể 2-3 lần rồi mà Vân vẫn vẫn muốn nghe nữa mấy chị. Chị xuống rất là nhiều pound từ cái trà xanh thôi, cho nên nếu chị Huệ có lên được thì cho Vân biết nha, còn nếu không á thì đang họp Vân ơi chị Huệ đang Vân cũng chạy đi đang nghe tụi em nữa bữa nào Vân sẽ mời bác sĩ Huệ Trịnh. Chị đã từng dùng những sản phẩm này rồi, chị sẽ chia sẻ những câu chuyện rất là tuyệt vời của chị để chị em mình cùng học hỏi. Và đặc biệt là chị dùng chỉ có một lọ thôi mà chị xuống rất là nhiều pha với chị, mất luôn cái bụng luôn, tướng bây giờ rất là nhiều.
Tiếc quá, nếu mà được bác sĩ nói chuyện thì quá hay ha, thì bác sĩ có những cái kiến thức nhiều hơn để nói, còn chị em mình là nói về những cái kinh nghiệm, những cái hiệu quả và cái những gì xảy ra đối với mình. Thì đây cũng là cái cơ hội để nên chúng ta nên nên bảo vệ cái sức khỏe của mình và cho bản thân của mình và gia đình của mình. Bởi vì ngày mai đó là chỉ có ngày mai, lần đầu tiên Trinh thấy công ty mình lại kết hợp cái tea cream trà xanh này với cái linh chi là ReishiMax cho ngày mai với một cái giá đặc biệt để mọi người có cơ hội trải nghiệm. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình khi mà mình có thể. Đó là cái thông điệp của mình tối hôm nay với tất cả mọi người, và ngày mai đó là cái cơ hội để mình có cơ hội để đặt hàng mà thôi, bởi vì Trinh cũng giới thiệu rất là nhiều người. Chỉ có ngày mai mà thôi để Hàng mình có có cơ giới hội. hạn chị, hàng có giới hạn vì công ty chỉ có sale một, thí dụ như sale một số sản phẩm đó thôi, chừng nào hết là hết chứ không phải là nguyên ngày mấy chị nhé. Cho nên ai mà muốn thử sản phẩm này hoặc là đã thử rồi muốn thêm nữa, vì cái sản phẩm này không phải là thuốc nha mấy chị nhé, không phải là thuốc mà nó giúp mình rất là tuyệt vời, đặc biệt là hỗ trợ hệ miễn nhiễm trong cơ thể của mình. Thì nếu ai muốn thì cứ nhắn cho tụi Vân để tụi Vân có thể giúp mấy chị làm sao để kịp mua cái số hàng ngày mai, ok, với cái giá khuyến mãi của công ty ngày mai. Ok rồi, dạ nhá, Vân rất là cảm ơn chị Trinh đã nhận lời mời của em, và sắp tới đây thì hai chị em mình sẽ có nhiều chương trình rất là hay, rất là mới lạ để cho tất cả anh chị em thưởng thức nhé. Ok rồi, chào tất cả các anh chị, có thể inbox cho tụi Vân nhé. Good Cảm night, ơn Vân, chào tất cả mọi người, good night. dạ ba chị Trinh, ba ba tất cả anh chị nha, Bye dạ. bye mọi người.